đi kiếm ốc đó, theo vậy có lại lấy thôi thôi kiếm người đây nè, đây ở chết hôm nay không có bắn tốc độ, không có rồi, không có. Tại sao ông này ông chạy ngược chiều? Yeah, không có. Công an, má ơi. What the? Qua đồng. Ok, hello anh em ha. Là mình đây. Hiện tại là mình đang có mặt tại Sala. Mình đang trên đường đi về. Nhưng mà chắc mình ghé qua chợ Tân Thành, mình mua đồ xíu mình về. Hôm nay là 22 tháng 4, là cái ngày cuối cùng cách ly xã hội á. Sau 22 tháng 4 thì mình nghĩ chắc vẫn còn cách ly, nhưng mà sẽ nới lỏng lại một chút cho người dân buôn bán kinh doanh đồ. Hôm nay mình đi mình để xe ở trong chợ anh em. Mình ra mình mất hai cái con tiêu phục. Thật là bất ngờ luôn. Hôm bữa là mình bị rớt thôi. Hôm nay là bị anh thanh niên nào quơ luôn rồi. Mình tính là mình sẽ không gắn ốc Titan nữa mà mình chuyển qua ốc Salaya mình chơi. Mình chuyển qua màu inox mình chơi cho nó nhẹ nhàng, mình không có chơi màu mè nữa anh em. Là coi như mấy con này mình sẽ xuống hết luôn. Thì mình ít có khi nào mình ra chợ Tân Thành mình mua đồ lắm. Thường là mình mua mấy cái shop. Chợ Tân Thành thì hồi đó mình ưa ra mình kiếm này kiếm nọ mình mua cái thời mà mình còn chơi quay á. Rồi qua cái xe này là mình bắt đầu mình mua ở mấy cái shop anh em gần gần, mình ủng hộ mấy anh em không à, chứ mình ít có ra chợ lắm. Cho nên là mấy cái sạp bán đồ mình cũng không có biết mua ở đâu nữa. Bây giờ ra kiếm chỗ nào bán nhiều ốc thì vô mua thôi. Mình bây giờ quẹo phải là vô chợ nè. Mở cửa bình thường là anh em. Chợ mở cửa bình thường rồi. Để mình mở cái tính nón lên. Quá đông luôn. Bây giờ là mình đi kiếm cái sạp ốc anh em. Đây là bán bánh cà xe không à. Cái sạp ốc ở đâu ta? Mình làm vòng đi ha. Chợ Tân Thành mở cửa là bình thường rồi nha anh em. Mình nghĩ chắc mở hôm qua hôm kia rồi đó. Ở đây không có bán ốc kiểu, mình kiếm cái tìm ốc kiểu. Đây là bánh tráng rồi ha. Đây là bán đồ, đồ gì cũng có. Mình không biết ốc Salaya ở đây bán nhiêu, ốc di đông chẻn ba nè. Để mình hỏi thử coi. Hỏi là mua luôn á chứ không có hỏi là đi anh em. Ở đây hỏi là mình mua luôn. Chứ mà hỏi là đi là kỳ lắm. Mình quẹo có lạc đường không ta? Đi kiếm ốc. Đó, đéo vậy, có lại lấy thôi. Thôi. Chưa thấy chỗ bán ốc. Chỗ bán ốc thường là tới chân ốc nhiều lắm. Đông vui ha. Ở đây là Tùng Đông Nam Á, shop đây rất là lớn. Kiếm rồi. Nói chung anh em vô đây mua đồ thì mấy anh em bán đồ ở đây kêu nhiều lắm, mình cứ bình thường thôi. Chỗ nào
có hàng mình cần thì cứ ghé thôi. Nhưng mà mình biết được cái shop nào, cái sạp nào mà bán uy tín thì tốt hơn. Mới chạy vòng mà chưa tìm được cái chỗ nào bán ốc nữa. Để mình kiếm coi. Thường là mấy chỗ bán ốc trưng bày ra nhiều lắm. Giờ mình làm vòng nữa nè. Mấy anh sẽ thấy mặt mình tiếp. Sao anh không có đâu. Cái gì? Kiếm bán ốc Salaya chẳng ba nè. Ba ốc này hả? Ừ. 5 con luôn. Nó dài sao có, nó chỉ có G5 lục bảo thôi. Không, em kiếm inox á, em kiếm ốc inox không? Ốc này em có, chuẩn bị gỡ đây nè. Em kiếm mấy cái sạp mà ta trưng ốc nhiều không thấy ta, bữa thấy nhiều lắm mà ta. Không có rồi. Thiếu gì không có. Không có đâu. Có. Ốc có thiếu gì anh em ơi. Đây nè, đây nè, chết. Thấy sắp ốc ta. Đây đằng này có nè. Coi có ốc này không? Bạn học phải mày để có không? Ốc hè rút đề. Ốc quá. Ốc chạy ba á. Ốc hay là cái măng lưỡi cục đó. Cái này cũng ốc mà. Ốc nói cho cục măng lưỡi thì có. Cục măng lưỡi đó rút đề. Cái này cũng ốc mà em. Rồi. Nè mấy ốc này nè. À mấy bộ chạy ba hả? Ừ. Đấy ha. Nè, ốc Salaya. Có không? Phi. Ốc. Em gái mắc cười vậy. Có Titan này hả? Vô đây mà chạy xe, nhìn đồ xe mà chạy lạng quạng là đụng người ta. Dối đầu nhìn. Ủa, quá trời luôn. Mình thì mình ít mua ở đây lắm. Mình ít mua đồ xe vòng vòng mấy cái sạp này lắm. Hồi nhỏ thì mình hay ra mình mua, nhưng mà sau này mình mua ở những cái shop uy tín không à. Ngoài đây anh em nào mà biết chỗ, biết mua thì mua được đồ với giá rất là rẻ. Anh em nào mà không biết đi ra mua lạng quạng là bị chém là chuyện bình thường. Ok, thì nãy giờ chạy vòng chợ kiếm này, bây giờ kiếm được ốc mà mình cần rồi nè. Kiếm của chị. Rồi bây giờ tính tiền đây, cái này là full cái dàn đầu luôn nha anh em. Đúng rồi, nè, hai con này. Để lấy ra cho anh em coi nè. Ốc này là kiểu dương miệng. Đúng rồi. Cái kiểu này xài nhiều hơn á, cái kiểu mà em đăng trên đó luôn, có kiểu xoắn á. Ít người hỏi lắm. Tại sao bán cho bạn mà. Coi hai cái phốt á. Hai phốt là nhúng vô. Biết rồi. Nè bị mất nè. À. Đó bị mất hai con đó hả. Bây giờ đi gắn ốc inox chơi. Chạy ốc Titan rất chán quá. Có chứ. Mấy này anh xài nó mắc mà xài gian à, cái này nó bền hơn. Cái này mà nó có, nó làm Titan mới ngon nè. Cái kiểu này mình thích kiểu cái kiểu này. Dương miệng này hơn. Đó. Ok, bây giờ tính tiền anh em coi ở đây bán nhiêu ha. Mình kiếm rất là, nói chung là vòng vòng chợ, không biết chỗ cho nên tôi chạy vòng kiếm.
Rồi bây giờ tính tiền cho mình luôn. Tính anh cái này 230. Này 230. 4 con 20.000 con là 80. Ok, này 20.000 con. 2 con 50. Rồi. Thì bạn này bán giá cũng được. Ở đây thì cũng đâu đó gần ở trong chợ Tân Thạnh, quẹo vô cái hẻm nhỏ. Ở ngoài ngoại cũng có bán nữa nhưng mà mình không biết chỗ, mình chạy vòng kiếm mệt quá. Nói chung là ốc này ở trên mình cũng có bán mà hôm nay ghé chợ chơi nè, thì mình kiếm trên chợ thử có nhiều không. Nhưng mà mấy cái sạp ngoài đây không, không mua anh à. Hả? Sao? Không, họ không có mua. Dễ thương, dễ sợ. Nhiều anh em kêu mình lên đây chạy vòng vòng rồi ghé chỗ này chỗ kia hỏi giá đồ cho anh em á ha. Cái đó là một cái việc không thể nào làm được. Ở trên đây anh em vô hỏi giá mà anh em không mua á, tùy chỗ. Có chỗ người ta khó người ta chửi mình luôn á. Đã gọi là cái chợ thì anh em không thể nào mà vô hỏi giá xong rồi đi hết á. Khi nào là một cái sạp á, đồ chơi vô mình tham quan mình hỏi giá thì có khi là được. Còn cái chợ thì không thể nào hỏi được. Anh em nào mà lên chợ Tân Thạnh lần đầu á hay bỡ ngỡ. Tại vì mấy anh em nó ưa đi ra ngoài đường á chào mời mình món đồ mà mình cần á. Cái đó là nhiệm vụ của người ta. Người ta được thuê để làm cái nhiệm vụ như vậy là chào hàng cho khách đồ. Ok thì bây giờ về gắn mang ốc vô. Chúc mình gắn mang ốc vô mình quay cho anh em coi có đẹp không ha. Mình chơi full vàng đầu Salaya. Ok, mình vừa về tới nhà luôn. Thì bây giờ là anh em mình tiến hành gắn cái vàng ốc Salaya này lên ghi đông xe. Rồi cho anh em xem coi anh em thấy có đẹp không ha. Thì trước tiên mình nói cái màu này. Cái màu này nó không có sáng như là inox mà kiểu như là nó chì chì anh em. Nhìn nó giống như là màu xám titan vậy á. Đó, nhìn nó chì chì rất là đẹp. Mình cũng không có thích cái màu mà sáng của inox nữa. Đó, cho nên là mình rất là hài lòng luôn. Cái kiểu dáng ốc á, thì hồi trước mình đi mua ốc titan mình kiếm mấy con ốc dạng này nè. Nhưng mà thường là cái loại ốc dương miệng này, cái hàng titan nó không có. Cái này là ốc mẫu cho xe đời mới nha. Không có răng, hai cái ốc chân phuộc nó không có răng. Thì ốc này mình đi ra chợ mình mua, mình không có bán nha. Anh em nào mà thích mua ốc này thì lên. Mình thấy cũng nhiều chỗ bán lắm. Nhưng mà ốc kiểu này thì nó có 2-3 loại á. Ốc inox kiểu inox á. Thì cái này nó có cái màu titan nữa, cái màu si titan lên nữa. Đây. Ok, bây giờ là mình tiến hành mình gỡ cái con ốc chén cổ ra nè. Thì mình sẽ dùng bằng một cái mổ lết là mình có thể mở ra nha anh em. Mình phải kiếm cái thế nào cho nó dễ á. Lót ni lông vô và siết ra thôi. Ok. Anh em nhìn mình gỡ nè, thấy không? Một chân mình chịu vô trong cái sườn xe mình gỡ là nó ra. Còn nếu không biết thế là anh em mở không được. Mình chỉ cần dùng mỏ lết thôi là mở được rồi. Cái ưu điểm của con ốc titan đó là nó sáng. Còn cái nhược điểm của con ốc titan đó là nó không có cái kiểu dáng mình thích. Đơn giản là vậy thôi. Thì cái này thì nhìn nó rất là đẹp. Nhưng mà nói về trọng lượng đó, thì con ốc titan nó rất là nhẹ. Nó bằng 1/3 cái thằng này thôi. Thằng này nó rất là nặng. Tại vì thằng này á, mình nghĩ nó bằng inox cho nên nó nặng. Còn thằng này là bằng titan cho nên nó nhẹ. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Bây giờ mình gắn con ốc này lên. Chỗ này nó nước vô liếc. Ok. Đi màu mè thời gian thì mình cũng chán rồi. Mình muốn về cái màu cho nó cổ điển xíu. Đó là màu inox. Ok. Xếp. Mình nghĩ chắc được rồi. Cứng xíu nữa anh em.
nó ôm vô. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em gắn cái ốc này vô mà một cách nhanh gọn lẹ nhất. Đó là mình nhúng nước cho nó ướt cái cao su này. Khi đó nó trơn rồi mình đẩy vô là chút nước nó khô nó sẽ bám rất là chắc. Chứ bây giờ mình gắn vô nó sẽ rất là cứng. Cho nên anh em nên nhúng một miếng nước cho nó ướt cái này đi rồi nhận vô là được rồi, nhanh luôn. Ok, thì mình vừa gắn cái dàn ốc Salaya lên trên cái ghi đông xe mình, anh em xem coi đẹp không. Đó là mình hiện tại là mình xuống ốc titan hết rồi, tại vì ốc titan mình đi hoài cũng chán đó, anh em. Ốc đĩa thì mình cũng xuống ốc zin luôn rồi. Đó, anh em nào mà thích kiểu như hông màu mè thì con ốc zin đĩa là con ốc ngon nhất luôn. Đó, mình xuống ốc zin luôn nè. Bây giờ là dàn ghi đông mình nhìn rất là hèn luôn, nó hết có màu mè anh em. Ok thôi, cảm ơn anh em đã xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm cái chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Thôi, bye bye anh em.